không có ba cạo gió kịp thời là cổ tiêu luôn rồi. Ba Quynh kéo quá quần kìa. Vàng á, vô mày xúc nó đi. Tài cái máy nè. Tài, vô là Tài nha. Tất cả người im. Tài, mà thằng Quang á, nó còn xô công an té gãy tay là đi tù một rong luôn á. Anh về lấy hình Kobe, đăng tin tìm trẻ lạc. Anh có thể dùng số điện thoại của em để nếu tìm được Kobe, người ta gọi cho em được không? Anh cứ vô điện thoại của em mà xài. Anh cầm tiền nha. Nhưng con phải kiếm ba con. Thì mày đi kiếm tiền với tao, tao dắt mày đi kiếm ba mày. Anh ơi, cho em hỏi, anh có thấy con trai em quay về đây không vậy? Anh nhìn số tiền này đi. Tiền nó đi ăn trộm rồi đi ăn xin hôm nay. Còn nhiều tiền mình đi làm với cha một tháng nữa con. Cho mày bắt nhỏ lên trộm hết. Cho em đi tìm con em cả anh ơi.